Chào Nu, xin chào tất cả các cô bác, các anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Nu của Chu Vlog. Ở trong cái buổi hôm nay ấy, thì hôm qua shipper vừa mới gọi điện cho cháu là cháu có một món hàng từ bác Hàn gửi lên cho cháu đây các bác. Một đơn hàng chắc là đồ điện các kiểu thế các bác. Thì bác Hàn gửi cho gia đình cháu để lắp đặt cho cái nhà mới của gia đình nhà cháu đấy các bác. Thì bây giờ thì cháu nó cũng đang lên huyện để đi lấy đơn hàng đấy. Cháu nó cũng xin mời tất cả các bác đi theo chân cháu nó để đi mang cái phần quà của bác Hàn để xem là chuẩn bị có những đồ gì là có như cái gì để cho gia đình dùng đấy các bác. Gia đình cháu nó cũng xin mời tất cả các bác đi theo chân cháu để mang cái phần quà đấy. Hiện tại thì cháu nó cũng đang về đấy các bác. Đây là ngã ba đi Đồng Văn với cả xuống Nho Quế đấy. Đi về để bóc cái quà này nhé các bác. Vọng các bác đi cũng phải cẩn thận thôi. Vừa nãy thì cháu nó cũng đến cái chỗ dưới kia thì cháu nó cũng tát rồi các bác, tại vì đường trên này nó cũng xấu ấy thì cháu nó cũng không quay cái chỗ đi lại cho tất cả các bác xem. Bây giờ thì đường cũng không xấu đến mấy rồi, cháu nó sẽ quay tất cả các bác đi cùng cháu nó về nhà để bóc cái thùng quà của bác Hàn ở Sài Gòn gửi cho gia đình nhà cháu nhé các bác. Cháu nô thì cũng là để trên đầu để không có ai giữ đằng sau ấy các bác. Bây giờ lại mưa tiếp rồi các bác ạ. Mưa thế này là cháu nó cũng rất là sợ đường trơn các bác ạ.
cháu nó cũng bê đi ra phía ở nhà mới của gia đình nhà cháu đấy, để bóc đây các bác ạ. Đây bây giờ cháu nó cũng sẽ bóc cho tất cả các bác xem là trong này có những đồ gì. Đây là những cái đồ điện đấy các bác, để ổ cá này, có bị tạm ở dưới đất này. Đây này, bóng đèn là 30W này. Hai này, ba này, 4, 6 cái bóng đèn đấy các bác. Nhiều đồ lắm các bác ạ. Đây là một cái gì to đùng này, để cho lấy ra xem nào. Bọc kỹ quá các bác ạ, chắc là sợ đi lại bị vỡ nên mới bọc kỹ vào. Đây là đồ điện, toàn đồ điện hết thôi các bác, không tới điện. Đây quả này thì cũng rất nhiều giai điện. Đây chung chắc là không tới điện mà xịn đấy các bác. Đây rồi. Đây là công tơ điện đây các bác, cũng như ở trên này nữa. Công tơ này cháu cũng chả biết rõ là giá bao nhiêu tiền một cái. Vòi nhà vệ sinh cao cấp 120.000 như sao nhỉ. Dây điện này. Dây điện các thứ thôi các bác, toàn dây điện. Thì trong á chưa, thì trong tay thì lúc đó là lúc đi này. Vòi văn cầu này các bác, hiệu cá này. Bình bán luôn các bác. Cầu dao đây các bác. Đây chắc là đây là ủ cá để ở phòng đấy các bác, ở phòng ngủ, để ở trong phòng ngủ. Đây cũng là cầu dao đây các bác. Cầu dao thôi.
Để mấy thứ này là toàn đồ điện hết rồi các bác ạ. Đây là bóng đèn. Đây là câu thơ. Đây, toàn là đồ cái đồ điện hết rồi các bác, toàn đồ điện để cho gia đình nhà cháu làm ấy. Đây là ổ cá này. Thế thì các bác bây giờ thì gia đình cũng xem xong ấy thì cứ vào trong này để mấy hôm nữa hoàn thành nhà thì lát vào vòi xịt nước đấy các bác, loại xịt này các bác nhỉ, cất hết đi. Này làm gì làm cái tạm đi xa rồi. Cái chỗ này nếu mà bỏ tiền ra mua thì phải hết 1-2 triệu ấy các bác. Cháu chỉ dự đoán thế thôi. Khiêm cho trẻ. Thì hôm nay thì em chơi cũng xuống dưới này để chơi. Thêm một chút. Bê về nhà đi. Quay hoàn cảnh của cái nhà, toàn cảnh của cái nhà của gia đình nhà cháu cho tất cả các bác xem. Mấy hôm nay ấy, thì trên này cũng rất là mưa nên thợ cũng nghỉ vào làm rồi các bác. Để nếu mà ngày mai hoặc mấy hôm nữa mà trời không nắng, trời mà nắng lên ấy thì thợ mới ra làm đấy các bác. Thì bố cháu cũng định bảo là đổ một cái nền điện ở đây, một cái nền nhỏ nhỏ ở đây để khi mà gió to thì chống gió đấy các bác. Mấy hôm nay gần 1-2 tuần đây là trên này còn mưa xuống các bác ạ. Cháu nó cũng xe để lên trên này đưa tất cả các bác xem. Rất cao luôn này. Đây. Căn nhà của gia đình thì cũng rất là cao. Mấy hôm trước kia ấy thì thợ cũng làm ấy nên là mưa xong rồi họ cũng vào làm một buổi xong nghỉ các bác ạ. Đây là phòng ngủ của bố mẹ cháu đấy các bác. Những cái cây này thì làm rất to, mấy cái cột này thì làm rất to. Đây cái phòng ngủ của cháu đây các bác. Đây này, phía bên này thì của bố mẹ cháu, còn phòng này thì của mấy anh em cháu luôn đấy các bác. Đấy mấy hôm trước kia nếu mà không mưa mà thợ vào làm thì mấy 1-2 hôm này nữa thì xong rồi các bác, được nhà mới ở rồi, nhưng mà thợ mưa quá thợ không vào làm.
Ngày hôm nay thì mưa, nhưng mà dù mưa thợ nghỉ nhưng mà chó nô thì không được một nghỉ chút nào luôn các bác. Không phải là mưa mà chó nô có thời gian đâu, mưa chó nô cũng phải đi bể ngô đấy các bác ạ. Đây, căn nhà của gia đình nhà chó thì cũng rất là cao luôn ấy. Cháu sẽ đưa tất cả các bác đi xem tất cả ngôi nhà, tất cả những cái cảnh mà ngôi nhà nhà cháu cháu nó sẽ đưa tất cả các bác xem. Nhà rất là cao luôn. Chó nô thì cũng rất mong để thợ vào làm nhanh nhanh ấy, để được nhà mới ở đấy các bác. Chó nô rất vui luôn ấy, được các bác ở bên nước ngoài hỗ trợ nhà cháu để làm nhà đấy các bác. Chó nô thật sự rất là vui luôn ấy. Được 60 triệu để làm nhà, với cả là được các bác ủng hộ làm đường kiểu nữa, nó rất là vui luôn. Bây giờ thì trong thôn thì cũng vượt qua những cái, nói chung là những kiểu là khó khăn hơn mấy năm trước chưa có đường ấy, thì cháu thấy cũng vừa vượt quá rồi đấy các bác. Mấy hôm nay ấy thì ngô ở đây thì cũng một số nhà thì cũng bể hết ngô rồi các bác, bà con ở bà đi bể hết rồi, ngô nhà cháu thì cũng như chia xanh luôn nên chưa bể đây các bác. Đây, đến đây là video của cháu, nó kết thúc tại đây. Cháu chúc tất cả các bác xem video của cháu nô vui vẻ, và cháu nô cũng gửi cái lời cảm ơn tới bác Hàn đã, bác đã gửi cái món quà rất đặc biệt, rất ý nghĩa để cho gia đình nhà cháu dùng, để gia đình nhà cháu không mất một đồng một xu để đi mua thêm những đồ dùng như là điện các kiểu để kéo vào ấy các bác. Cháu nô cũng rất vui luôn. Xin chào tất cả các bác, chúc các bác xem video của cháu nô vui vẻ, và cháu nô xin chào tất cả các bác ạ.